xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với Dung mới trên kênh nhà bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Lời đầu tiên cho cháu xin được gửi một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả quý bác anh chị đang nói trên kênh bạn em. Hôm nay cháu được có nhận được một cái phần quà của bà An Phạm, bà gửi cho em Sử. Ở đây thì bà hàng tháng là bà gửi cho em Sử là 200 đô. Đợt như mấy đợt trước thì bà có bảo cho Lực là đưa cho em Sử hết, nhưng mà đợt này thì bà lại bảo là chia ra làm 4 lần để mà đưa. 200 đô thì tương đương ra là mỗi lần cho Lực sẽ đưa em Sử là 50 đô. Thì 50 đô là nhân ra tiền Việt mà lúc mà cho Lực nhận được là 1.200.000, là 50.000. Hôm nay cho Lực sẽ đưa cho em Sử để em ấy tự đi mua thức ăn cũng như là thực phẩm về cho bao cháu. Ở nhà mới thì hiện tại là cục lạnh cũng có rồi, cho nên là có thể là mua ra nhiều một chút, mua làm sao mà để cho nó ăn một đủ một tuần cũng được. Ở nhà cháu Lực thì ở dưới kia ở thôn thì cũng thế cô bác ạ. Mỗi lần mà mẹ cháu Lực với lại bố đi chợ là đều mua hẳn thức ăn là một tuần luôn. Còn bây giờ cháu Lực sẽ gửi cho em Sử là thêm là 50 đô. 50 đô là 1.200.000 nhé. 1, 2, 3, 4, 5 là 1.000.000 đúng không? Đây là 1.200.000 nhá. 1.200.000 này thì là sẽ để em đi mua thực phẩm trong một tuần nhá. Rồi lúc nào mà hết một tuần nữa thì là anh sẽ lại đưa em thêm là 50 đô nhá. Đấy, ở đây thì thực sự ra cô bác ạ, có những lần thì cháu Lực cũng đã nói với bà An Phạm rồi. Có những lần thì là cháu Lực có thể quay được video, mà có những lần thì cháu Lực không thể quay được video lại, chỉ quay được là một thước phim nhỏ để cháu Lực gửi cho riêng cho bà An Phạm thôi. Đấy, hôm nay thì cũng là một cái chợ mà chợ cuối năm rồi, nên là cháu Lực sẽ đi cùng em Sử để xem là có thêm đồ đạc gì nữa không để hai anh em mua về dự trữ, hai anh em mua về Tết. Và đồng thời thì cháu Lực cũng nhận được một khoản của bà An Phạm gửi cho cháu Lực là 60 đô. Đấy, trong 60 đô này thì là sẽ để mà mày con thỏ ai nó chân trưng nhá. Đấy thì ở nhà em thì chưa gói bao giờ đúng không? Ở nhà em chưa gói bao giờ thì anh chưa mua đầy đủ thịt, bánh, giá này, xong là xuống nhà anh nhá. Xuống nhà anh xong là bánh anh nhà gói nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua, bà đã luôn luôn yêu thương các em như con cháu ở trong nhà bà. Đấy, còn bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền hàng tháng cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, còn là bây giờ thì hai anh em mình thôi, lấy thôi nhỉ. Chợ cuối năm thì có vẻ như thế, khá là đông hơn của bác ạ, chợ cuối năm ấy. Ồ, Quang đi chợ với chú không? Hả? Đi chợ với chú không? Quang đi chợ với chị gái rồi, đấy chú nào? Đây, đi chợ với chú không? Hả? Có đi chợ với chú không? Có. Có à, đi chợ ăn gì chưa? Ăn gì? Ăn sắn gạo đâu, cơm đâu, còn đói không, chú dẫn đi ăn bánh nhá, nhá. Rồi, thế chào con cô bà đi, con chào các ông các bà. Rồi đi, đấy. Cái Quang thì thực sự ra là cũng là một cái cậu bé mà khá là đáng thương của bác ạ. Lúc mà bé vừa mới chào đời ấy, thì là không may là bố mẹ ruột của em thì đã bỏ rơi em rồi, thành ra là hát thổi coi như là không. Tại vì là cái gia đình của bé Quang ấy, thì ra là có rất là nhiều người, đẻ nhiều người quá rồi. Thì ra là Quang đi về nhà để mà ăn. Bây giờ thì đi mua gì trước chứ? Bây giờ đi mua thịt à? Còn có hai em đi mua thịt trước nhỉ? Không à, Quang đi ăn thịt nhỉ? Quang nhỉ?
đi đường nào ấy, mỗi lần mình mua ở đâu? Mua ở kia đúng không? Thế thì anh em mình đi vào đường này đi. Hôm nay thì có vẻ quận 5 ra đây, khá là đông. Đa số là tập đồng là chủ yếu đi đâu. Mình có một phần khó là tập đồng. Có một phần khó là tập đồng. Quang đi lạc ấy. Qua thì có lúc đã mua cho các em là một lần đổi cho nên không có mua nữa. Đã chưa? Có vẻ là khá là đông quá. Chú mua nhá. Anh chỉ đi theo sửa đôi được đấy. Anh sẽ không tăng bao nhiêu này. Anh bán đâu. Lấy lại nào, lấy lại nào em. Lấy, em lấy có cả xương. Cả này xuống, hay là lấy đây đây, lấy nguyên đi này. Lấy nguyên cả đây. Đấy, coi như là sử sẽ mua Một cái cân thế này à? Chặt xuống 2 cân. Bên này. Có cả xương. Lấy cả xương đi, bỏ xương đi. Bỏ xương à? Bỏ xương cắt cho nó xương. Đây nhé. Cả dọa luôn nhé. Cái này 130 mấy cân. Đây lấy miếng này đi. 130 một cân. 2 cân 2 256 với lại là 20.000 nữa. Thì 280. Ở nhà có tủ lạnh thì mua thêm độ tầm 4-5 cân gì đấy. Mua về đấy. Chứ bây giờ là hết cái Tết này là lâu lắm mới bán rồi đấy. Hết rồi đấy. Đấy. Thế thì lấy 4-5 cân tôi đây lấy quả này luôn. Nhưng mà anh lấy giá mềm mềm tí nhá. Lấy 130 một cân thì mềm cái gì đâu, nguyên mông này. Đấy, cái này có cả xương này. Đây cả xương kia đi. Cất cả mảng này đi. Mảng này thì 100 một cân. Tiền nào của đấy. Đấy. 9 cân này, 9 cân dưới. 9 cân dưới nhiều quá, anh lấy độ tầm 5 cân thôi. 5 cân à? Sử lấy độ tầm 5 cân nhá. Hả? Mỗi cân à? Lấy cho chắc con nửa ra. Nó lấy con nửa bên con xương bên này, con kia xương bên này để. Lấy mảng bên này ít xương đúng không? Mất cái cái thổ đồ. Bên này nó mới được. Một cái nó cơ nó bông nên nó mới được. Nó không bò, nó không lấy xương. Nó không lấy xương. Thiên thề giới thiệu con bảo là anh Sơn chuyên mổ lợn đen đó. Đó. Lợn đen thì bảo anh Sơn là thế.
Mang đến nhến này. Nhến nào thì lấy tùy mà. Nhến này, nhến này. Bốn cân à? Ôi ôi, cái này có 4.4 rồi, 440.000 thôi lấy hết đi. Còn 4 lạng không biết cắt lại cái gì đâu. Ôi không cắt được, ôi còn 4 lạng. Thế lấy miếng này, cân xem thế. 4.4, 9 cân thì nó đều như nhau. Đi ăn đấy, chúng mình cần nè, còn 5 cân thì thế này. Con này à? Thôi, 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 thôi. Tôi bây giờ lấy 440.000 lấy mấy 430.000, 110.000. Ờ thì 420, 420.000. Hay 410.000 đấy. 410.000. Bù lại cho 400 này, còn 20.000 bù lại cho 180. Đây đây, một cái tí bóng lên cho hai cái tí bóng. Đây một cái chân giò về ăn cho em ơi. Đây này. Anh Sương ơi. Thấy đâu lợn. Thôi nếu mà anh hay là anh kỷ niệm cho ông cái chân giò này nhé. Kỷ niệm thịt lợn bà già, không kỷ niệm đi bắp dân cân 80.000 rồi. 80.000 bán 130. Cân dưới. Kỷ niệm cho 130 đang lên nào có mày em. Cái này là chưa đến 100.000 cân. Mày đi theo em sửa quá. Và một tí nữa đi ăn thì mấy quan vật này nó được sẽ không có để em kiếm tự ăn nữa. Được sẽ mời em ăn một bữa. Nhưng mà mấy anh em đi chỉ là đi ăn phở có ba. Em một hai bát phở đâu lại về. Ba này này. Ba này anh chưa vào chúng tôi. Mấy đâu lợn đi không? Mấy đâu lợn mà nhà Linh Sương. Chuẩn đấy các ca nhá. Mắm muối mình chính ở nhà đi con nữa. Này rơi vào tầm 5-6 mì các bác ạ. Nếu mà để làm thì là cũng mất nguyên một ngày. Là bà con là bán cả chè thôi các bác. Nên hả? Có đi à? Có thể quan không được cùng quê. Đấy hả? Có đi tạm chứ là có. Biết là anh ở đó này. Có đang cuối không ạ? Chú ơi, để anh ấy, chú ơi. Để anh ạ.
chè thì nếu mà nguyên để nguyên tiết thì các bác này, nguyên tiết thì rất là ngọt. Khi mà các bác mua chè của Cháu Lực mà đi ấy, nếu mà các bác mà uống mà không có cảm giác như là nước của nó màu vàng vàng ấy, với lại nước của nó mà ngọt ngọt trong miệng ấy, thì các bác để người lại Cháu Lực, Cháu Lực sẽ hoàn lại tiền các bác. Nhưng mà ở đây thì Cháu Lực chỉ mua là để đi uống thôi, còn nếu mà thêm gửi cho các bác thì là mẹ Cháu Lực tự tay mà làm. Ê, nhìn thấy là đây có cả đây là giống dương mèo quá, đây là giống dương mèo là bà con bán là một cái thứ này là cờ đó bác thấy á, tiền đã ngủ đã mắc rồi nó không lại hả đây uống này. Bán đặc sản nữa, bán đầy đủ thứ gia đình luôn. Đây cái gì là lại thứ ơi. Đây cả cái tầm á. Đây là mì bắt cò quả lại. Cho các bác cái này là cái phần để mà tiếng không người nó được nói là quên mất rồi. Nhưng mà khi mà mình để vào gia vị mà nó lẩu thì nó sẽ rất là ngọt nước. Rất là thơm luôn. Nước phở ấy, người ta hay để cái này vào. Cuốn cái này cờ bà. Ô làm cuốn cái đấy. Đây mua về để mà phơi khô nhỉ. Đây sử dụng biết à. Ngọt lắm. Khi mà ăn sấu ấy cảm giác như là rất là ngọt các bạn ạ. Không biết trở lắm các bạn ạ. Ở đây thì lâu lâu là bà con đi các bà các bác là đi lấy được được một chút thôi, cho nên là cũng không có túi bóng gì cả. Đấy, chơi hẳn gói vào cái lá to to này luôn, túi bóng vỏ to luôn. Cái này ăn một miếng cảm giác như là rất là ngọt, ngọt trong miệng các bác. Đấy, chơi phải lấy đỏ để buộc nó chắc chắn. Chờ ba. Đấy là các bà là bán luôn cả cái cái áo mà. Nhiều nhiều bán. Sắp luôn mà nó bán. Đấy lên đây khai cờ ba. Ăn bánh không? Thôi làm bò à, nhóc chỉ đi xuống dưới xem là thêm là còn đồ gì không? Có cái cây giàn cổ táo. Đây là có phẩm một cái phong hà chứ. Chó này bán bao tiền luôn? Hả? Ba cái này 10 nghìn. Ôi ôi. Nhưng mà cái này thì công dụng là để làm gì? Rất là nhiều cái móc của bác này. Cái này là cái này để ăn luôn hay sao đúng không? Cái này là công dụng nó là gì? Ho đau cổ á, cái này là nếu mà bị đau cổ để ho các bác này. Một thanh thì chú bán như nào? Cái 10 nghìn à? Thế thì lấy cháu hai thanh đi. Lấy cháu hai thanh, tại vì là thưa các bác là cái đấy thì Cháu Lực cũng biết rồi, cho nên là Cháu Lực không có, Cháu Lực không biết công dụng của nó. Bây giờ thì xem từng cái một khác. Đây là cái gì cô? Dâm á. Cái này là cái gì? Một trong cái chính à? Con lợn gà thôi. Con lợn gà nhìn giống như kiểu là mì chính nhá. Đấy, giống như kiểu mì chính. Ôi, còn một thứ đặc biệt là cái này em xem cháu xem có được không? Cho các bác xem một cái bánh thuốc này rất là đặc biệt này. Cái này thì gọi là cái gì hả chú? Sâm. Sâm à? Đây là sâm gì? Nào nào, quay gần đây. Đấy, nhìn cái này là một cái vị bánh thuốc này các bác này. Đấy. Nhìn trông y xì như người luôn, không khác gì một bộ phận cả. Ngực có tất cả những bộ phận mà sinh dục có. Cái này thì khi mà ái về nó như thế rồi á. Vâng.
của Lê 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 Thế cái này thì chú bán 1 cặp là bao tiền? 1 cặp 5 triệu. Ui dồi ôi, 1 cặp này 5 triệu này cô bác này. Nhưng mà cái này là khi là mình hái về là nó đã hình thành luôn. Ờ, cái này nó đang về thôi nhưng mà nó mở còn như này luôn mà. Nhưng mà cái này là không dùng nó là để nó làm gì? Đây là tan biến, đây là đêm. Đây là tả như ở trong đấy con nào cũng có ấy. Ta mang cái này nhưng mà để mà uống thì làm như nào? Mang về xay làm bồ được, mang tốt hơn là hạt cái gì đâu. Đấy là lúc mà mình mang về các bác này thì là mình để xay xong là pha nước uống. Ui, khá là đắt, cả phải 5 triệu. Một cặp thế này thì độ tuổi nó tầm bao nhiêu năm rồi chú? Cái này hả? Ừ, từ bao nhiêu năm? Cụ thể nó được bao nhiêu năm ấy? Cái này là để khi mà để tránh rắn lên luôn đúng không? Sưng đây là không phải chảy nước. Nhưng mà nếu là bây giờ bị tầm xương khớp thì mình nên dùng cái nào? Đây là để ngâm rượu đúng không? Xương khớp để khoa này, cái này thì để khoa đúng không? Cầm bên kia cho, đây cho cảm ơn nhé. Chú là bán khá là nhiều thuốc nam, ông là đi chợ là bán gừng của bác ạ. Nhà ba ông cháu là bán được gừng. Mày chín phở đó chứ? Nào nào nào. Ăn tam rồi đấy nhỉ? Tam rồi. Thế là ông bán được hết gừng rồi đúng không? Đúng không? Hãy đi coi chứ. Là bán được 50.000 quá. Thực phẩm là ở nhà khách trồng được cho nên là sẽ đem ra chợ mà bán một chút. Tại vì là trồng nhiều quá thì cũng không ăn hết. Ông thu xếp là đồ đạc không ạ? Thì một cái sọt như này để mà đi chợ. Tức là ông là bán được đầy một cái sọt đấy. Bát bao nhiêu? Cái đồ đạc của bao cháu thì hiện tại là cũng đã sắm hầu như là đủ. Không có sắm thì mình cũng đủ ra. Vẫn còn rất là chịu khó. Nó về sao vậy đây? Mình hoàn thiện rồi. Hầu như là trong đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vẫn đó là đem đồ ra chợ để mà bán. Không đem đi bán thì mà có nhà không ăn hết được nữa. Thấy em nhìn thấy em đứng nào ấy, đeo tay ơi. Bên kia à? Dấu hiệu của một mùa Tết ở trên vùng cao về là hầu như là bạn nào cũng phải. Đấy là một cái dấu hiệu mà là khi mà sẽ đến xuân về ấy. Thì dù và lên trên xá thì chỉ có một cái trò chơi mà duy nhất thôi. Anh trong lúc đang chờ đợi thì anh có thể chơi một trò chơi để anh em mình sẽ có được cái bài này nhá. Đây đây.
Thế tí là like ông về luôn à? Thế thì để sợ cầm được đấy. Bây giờ mình sẽ cùng em xử đi. Thế mình ném mỗi người 20 nữa. Thế là mình đúng không? Thế em làm cái gì tốt à? Có đếm nha bố em. Bố không mà. Bố không. Quay. Quay lần. Nó làm à? Đây, em biết quay nhá. Hả? Đây, em biết quay nhá. Thế nào, không đến lúc thì xin còn đường nước thì thôi. Hầu như là lần nào mà em xỉu đi chợ đây à chị ơi. Ôi, anh không biết ăn đúng không mình em. Anh em đi lấy hồn nó bỏ rồi. Ôi, chú này có vẻ bị em lừa rồi. Anh, đừng có lo nồi sứ ơi. Đừng có lo rồi. Hai vòng luôn à. Ây đi. Ôi trời. Ây da, được thêm 1 lo rồi. Ây được 2 lo đấy nha. Anh em mình thêm 2 lo nữa thì nó làm được. Ây thêm 1 lo đấy nha, 3 lo nữa. Anh em mình nhớ quả này rồi. Anh ơi chúng nó lại sợ luôn nha. Ôi, ông kia được 2 lo rồi. Ai mình nhìn được 2 lo nữa rồi đấy. Ai chứ sắp rồi. Sắp được. Mày đen quá. Không được à? Mày đen quá để anh đủ. Chứ không à? Đen đấy nhở? Làm gì? Đây chị đi đứng lên đâu nhé. Đây anh chị. Ôi ôi. Một phòng duy nhất. Đó có ta luôn rồi. Chú ơi. Ê, thằng chúng mày đi. Ôi, nghề béo anh cho anh nhặt vào anh đi vào. Ôi, anh rồi. Thành quả cuối cùng của hai anh em các bác được là 3 lon nước. Coi như là... Đây, để anh gửi cho. Để anh gửi cho, cầm đi. Cái tiền đúng không? Tao mà. Thành quả cuối cùng của hai anh em là được... Ôi, muốn ném lại cái bầu đấy. Đấy. Trời ơi, cua bùi tiền đó. Có vẻ như là cái trò này thanh niên rất là khoái quá. Không.
Thử thì coi như là hôm nay là hơi bị điên các bác ạ. Không được một lon nào. Mọi lần thì em xử ném được 3 lon đến 2 lon. Nhưng hôm nay thì có vẻ như hơi run một chút. Ê, chị bà chị ơi. Chị bà Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực
để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.